Chào mừng các bạn đến với kênh Holic Audio. Mời các bạn nghe tiếp chuyện tướng môn độc hậu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. chương 154, tay phải. Mọi người vội vàng chạy ra ngoài, có người đỡ la lăng tiến vào, cánh tay phải của la lăng đầy máu tươi, nhìn thấy ghê người. Lăng ca ca, la đàm hoảng sợ nhìn sắc mặt la lăng tái nhợt, trời mùa đông lạnh lẽo nhưng mồ hôi trên trán hắn rơi xuống từng giọt. Cao Thái Y, la tuyết nhạn vội vàng nói phiền ngươi xem mạch cho la lăng nét mặt cao dương có chút bất đắc dĩ vốn nghĩ la đàm ổn định thì hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ không ngờ lại xuất hiện thêm một bệnh nhân chẳng lẽ số hắn phải là một đại phu thật rồi sao dù trong lòng chảy hai hàng nước mắt nhưng bề ngoài cao dương vẫn không lộ ra hắn nói đưa vào phòng đi ta xem vết thương một chút đợi la lăng và cao dương vào phòng thẩm tín mới tức giận hỏi rốt cuộc là việc gì đang êm đẹp sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy thủ hạ kia sắp khóc nói chúng ta nhận được tin báo có người nhìn thấy nơi thẩm tiểu thư bị nhốt lăng thiếu gia dẫn chúng ta đến tìm sau đó bọn người kia muốn thiếu gia một mình đến đó để gài bẫy đánh lén vốn bọn họ muốn tính kế khâu thiếu gia không ngờ lăng thiếu gia gặp nạn thủ hạ dừng một chút âu lo nói trước đây lăng thiếu gia đã bị thương ở tay phải một lần mới vừa lành lại, vết thương hôm nay chồng lên vết thương cũ, lúc chúng ta ứng cứu thì thiếu gia đã ngất đi rồi. Việc la lăng bị thương trước đó thẩm tín và la tuyết nhạn không biết, nghe vậy nhìn về phía la đàm hỏi, lăng nhi từng bị thương. La đàm gật đầu nói, có lần theo đại bá săn thú, bị dã thú đuổi theo, lăng ca ca ngã từ trên núi xuống, và vào vách đá bị thương, thương tích rất nặng. Lúc ấy đại phu còn nói lăng ca ca không thể giữ được cánh tay, không ngờ ca ấy cố gắng tập luyện đến nay mới dần khôi phục tất cả mọi người ý thức được sự tình nghiêm trọng cánh tay này của la lăng sợ là khó có thể chữa khỏi thẩm khâu nói rốt cuộc là ai ở sau lưng tính kế các ngươi có nhìn rõ mặt đối phương không thủ hạ lắc đầu những người đó võ công rất tốt tốt hơn cả lăng thiếu gia không giống kẻ xấu bình thường kỳ lạ thẩm tín trầm giọng nói đầu tiên là bắt cóc kiều kiều, sau đó là tính kế khâu nhi, rõ ràng là nhằm vào thẩm gia chúng ta. Mẹ nó, lão tử không tìm ra người này lột da dóc thịt hắn, lão tử không mang họ thẩm. La đàm nói, việc cấp bách trước mắt là chữa trị vết thương của lăng ca ca. La đàm sốt ruột, vết thương nghiêm trọng như vậy, không khí trong phòng khẩn trương. Hơn một nén nhang sau, cao dương từ trong phòng đi ra, sắc mặt trầm xuống mọi người chăm chú nhìn hắn, la đàm khẩn trương hỏi, cao đại phu, lăng ca ca sao rồi? Cao Dương nói, ta đã băng bó cho hắn, vết thương do đau chém rất sâu và có độc, ta đã cho hắn uống thuốc giải, tuy không chí mạng nhưng mà. Nhưng sao? Thẩm khâu hỏi. La thiếu gia từng có vết thương cũ chưa lành, bây giờ lại bị thương đúng chỗ đó, sợ là sau này không thể cầm được vật nặng. La đàm nghiêng ngã lùi lại hai bước, không thể cầm vật nặng. Vậy binh khí thì sao? Cao Dương lắc đầu. La Tuyết Nhạn bóp nát cái ly trong tay, Thẩm Tín và Thẩm Khâu cũng hít một ngụm khí lạnh. La Lăng là cháu đích tôn của nhà võ tướng, lần này hắn theo Thẩm Tín hồi kinh mục đích là rèn luyện để sau này trở về Tiểu Xuân thành tiếp nhận quân đội La gia. Là một võ tướng, lại không thể cầm binh khí khác nào bóp nghẹt tương lai của La Lăng. Không thể, không thể nào la đàm tiến lên hoảng loạn nắm lấy tay áo cao dương nói trước đây lăng ca ca cũng bị thương đại phu cũng nói tay hắn bị phế nhưng hắn vẫn tốt đó thôi ngươi là đại phu giỏi nhất không phải lúc người khác nói ta không thể cứu ngươi vẫn cứu được đó sao bây giờ ngươi cũng có thể cứu cánh tay của lăng ca ca đúng không la lăng là đường huynh lại lớn lên cùng la đàm nên tình cảm sâu nặng việc này la đàm khó có thể tiếp nhận cao dương rút lại tay áo kiên nhẫn nói la tiểu thư không phải tại hạ không chịu cứu mà là thương thế của lệnh huynh thật sự quá nặng mong tiểu thư đừng quá thương tâm cũng xin nói luôn người mà tại hạ không thể trị thì trong thiên hạ không còn ai có thể trị được lời này giống như đã chặt đứt hy vọng cuối của mọi người tại sao lại như vậy toàn thân la tuyết nhạn lung lay ta làm sao nhìn mặt đại ca đại tẩu đây biểu đệ đã tỉnh chưa hắn biết thương thế của mình không? Thẩm khâu hỏi. Cao Dương gật đầu, so với thương tích, ta sợ là tâm lý của hắn sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn. Dù là người bình thường gặp biến cố như vậy cũng khó có thể tiếp nhận, huống chi là thiếu gia là người tâm cao khí ngạo. Ta hy vọng mọi người cố gắng khuyên nhủ giúp hắn vượt qua cú sốc này, đừng để xảy ra phiền toái không có lợi cho việc bình phục. Cao Dương nhấc hòm thuốc, nói tiếp, ta về cung một chuyến phối chế vài loại dược liệu, lần sau sẽ đến châm cứu cho hắn, hiện giờ không thể ở lâu, cáo từ. Mấy ngày nay Cao Dương đều ở thầm trạch, chưa từng trở về Thái Y viện. La Tuyết Nhạn gật đầu nói, đã làm phiền Cao Thái Y, khâu nhi ngươi đi tiễn Cao Thái Y. Để ta đi, La Đàm nói xong lập tức túm lấy tay áo Cao Dương bước ra ngoài. Cao Dương chừng mắt nhìn tay áo bị La Đàm kéo đến nhăn nheo, đến cửa la đàm dừng bước, do dự một chút rồi hỏi, Cao Đại Phu, tay của Lăng Ca Ca thật sự không thể cứu sao? Cao Dương bất đắc dĩ, ta nói dối người làm gì? Gương mặt la đàm lộ vẻ tuyệt vọng, sau đó nàng nói, hôm nay cảm ơn ngươi giúp ta che giấu việc đến phủ Duệ Vương. Che giấu? Cao Dương kinh ngạc nhìn nàng, ta giúp ngươi che giấu khi nào? La đàm nghẹn họng chân chối nhìn hắn, lúc nãy ngươi nói với cô dượng ta chỉ là biết thời biết thế lần sau gặp lại chúng ta bàn luận kỹ hơn về giá cả lần giúp đỡ này đi cao dương nhìn sắc mặt la đàm thay đổi nói trời cũng đã muộn ta đi trước hôm khác gặp hắn chắp tay rời đi la đàm gọi hắn là la đại phu nhiều lần như vậy hắn phải cho nàng chịu chút đau khổ mới được vừa nghĩ đến đây đã nghe tiếng hét của la đàm từ phía sau vọng tới tạm biệt ngươi, Cao Đại Phu. Cao Dương lảo đảo thiếu điều ngã sắp. Chờ bóng dáng Cao Dương khuất dần, La Đàm mới thở dài, lo lắng điều chỉnh sắc mặt tránh cho bản thân quá bi thương. Bỗng nàng nhìn thấy một chiếc xe ngựa hoa lệ chạy đến, dừng trước cửa thẩm trạch. Từ trong xe có hai người bước xuống. La Đàm dụi mắt, nàng không nhìn lầm chứ, nàng gọi lớn, biểu muội thẩm diệu được nha hoàn của công chúa vinh tín là lô tịch đỡ xuống nghe tiếng gọi của la đàm trong lòng thẩm diệu đang lo lắng vì nghe tin la đàm bị thương nặng giờ lại cảm thấy yên tâm tiếng gọi của la đàm kinh động đến người trong nhà mọi người chạy ra không dám tin nhìn thẩm diệu la tuyết nhạn bước nhanh đến trước mặt thẩm diệu ôm lấy nàng nước mắt nóng hổi rơi xuống kiều kiều thẩm khâu vội vàng đã chạy tới kích động nói muội muội ngươi trở về rồi. Thẩm tín cũng chuẩn bị tiến lên diễn cảnh một nhà thân thiết ôm nhau khóc sướt mướt, nhưng thẩm diệu nhìn quanh, thấy trời dần tối, mấy ngày nay tìm kiếm nàng làm kinh động toàn thành, lúc này không ai dám ra ngoài. Thẩm diệu nói, chúng ta vào nhà trước đi, chuyện ta trở về đừng để lộ ra ngoài. Thẩm tín nghi hoặc, nhưng vẫn dùng ánh mắt ra hiệu với thẩm khâu, thẩm khâu vội vàng ra ngoài dặn dò người hầu. Vào đến sảnh chính, là đàm hỏi, biểu muội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vị này là. Lô Tịch hành lễ với mọi người, nàng là nha hoàn thân cận của công chúa hoàng thất, lễ nghi hơn hẳn người thường. Nô Tỳ là nha hoàn của công chúa Vinh Tín, hôm trước hộ vệ của công chúa vô tình cứu được thẩm tiểu thư từ trong tay kẻ xấu. Công chúa sợ tiểu thư trở về khó ăn nói, nên để nô tỳ đưa tiểu thư về, hiện tại đã đưa người đến nơi, nô tỳ xin cáo từ lễ hội hoa đăng hai năm trước công chúa vinh tín đã cứu thẩm diệu một lần giờ lịch sử lặp lại đây không thể là trùng hợp vợ chồng thẩm tín đều nghi hoặc thẩm diệu đứng dậy thi lễ nhìn lô tịch cười nói mấy ngày nay cảm ơn tịch cô cô mong tịch cô cô thay thần nữ cảm tạ công chúa điện hạ ra tay tương trợ ơn cứu mạng thẩm diệu ghi nhớ không quên ngày sau nhất định đến cửa bái tạ lô tịch nghiêng người tránh nhận lễ nói không dám không dám, tiểu thư và công chúa là chỗ quen biết, không cần quá câu nệ lễ tiết. Nô tỳ về trước, tiểu thư yên tâm bồi dưỡng cơ thể, ngày mai công chúa sẽ tìm phủ Doãn Kinh Thành nói rõ. Thẩm Diệu liên tục nói cảm ơn, đợi Lô Tịch đi rồi, Thẩm Khâu hỏi, "Muội muội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thẩm Diệu cười nói, "Cũng không có gì, ngày đó những kẻ bắt ta đã lầm người, trong lúc bọn chúng định bỏ mặc thì ta gặp người của công chúa." Hộ vệ của công chúa biết chuyện, thấy sự tình không ổn nên thuận tay cứu giúp. Ta kể lại với công chúa mọi việc, nàng thuận tiện giúp đỡ một phen. Nàng không muốn kể rõ mọi chuyện với vợ chồng thẩm tín, vì chuyện này liên quan đến công chúa Minh An. Hiện tại quan hệ giữa hai nước rắc rối phức tạp, nếu thẩm tín sơ sẩy thì khó có thể thoát thân. Nàng bày mưu tính kế, tất cả là vì tránh cho cả nhà bị kéo vào vòng xoáy tranh giành quyền lực quyết không thể dẫm vào vết xe đổ kiếp trước. Thẩm tín nhướng mày, kiều kiều, ngươi thành thật nói cho cha, chuyện này có liên hệ gì với công chúa Minh An hay không? Thẩm diệu giật mình, thẩm tín không ngốc, bọn họ vừa hồi kinh không lâu, kẻ bắt cóc thẩm diệu nhất định là báo thù riêng. Gần đây thẩm diệu đắc tội mỗi mình công chúa Minh An, nàng ta kiêu ngạo ương ngạnh, không gì là không dám làm. Thẩm diệu nói, phụ thân người nói đi đâu vậy, đang ở minh tề, dù công chúa nước tần muốn ức hiếp ta cũng còn thái tử bọn họ ở đó, hắn ta đâu phải kẻ ngốc mà để nàng gây chuyện. Thấy thẩm tín và la tuyết nhạn vẫn nghi ngờ, thẩm diệu giơ cánh tay, oán giận đánh lạc hướng, lúc mấy kẻ ác đó quăng ta khỏi xe ngựa, ta bị ngã sưng cánh tay, bụng cũng đói, nương, có gì cho ta ăn không? La tuyết nhạn nghe con gái yêu kêu đói thì không nghĩ được gì khác, lập tức bảo phòng bếp làm thức ăn mang lên, Đích thân xuống phòng bếp nấu thuốc bổ cho thầm rượu, lại sai nha hoàn đỡ thầm diệu về phòng nghỉ ngơi trước. Thẩm tín nhíu mày lôi thầm khâu ra ngoài, La Đàm về phòng cùng thầm diệu, thấy thầm diệu ngồi xuống tháp nàng gấp gáp hỏi: Biểu muội, chính công chúa Minh An xuống tay đúng không? Vì sao ngươi phải giấu giếm? Thẩm diệu giật mình, hôm nay La Đàm đột nhiên thông minh quá vậy, sao ngươi lại nghĩ thế? La Đàm trà sát hai cánh tay, ra vẻ dùng mình ớn lạnh vừa rồi ngươi nũng nịu như vậy thật gớm ghiếc a à, làm ta nỗi da gà vừa nghe đã biết ngươi ăn nói qua loa chỉ có cô dượng thương ngươi mới cho qua nhẹ nhàng như vậy thẩm diệu bật cười nhìn la đàm đánh giá ta nghe nói ngươi bị thương rất nặng sao giờ có thể đi lại nhảy nhót rồi không cần điều dưỡng ư la đàm phất tay cao đại phu trong cung y thuật cao minh người chết cũng có thể cứu sống và lại ta đây mạng lớn Nói tới đây nàng hạ thấp giọng, ánh mắt sáng ngời nhìn thẩm diệu. Chiều nay ta vừa đến phủ Duệ Vương thì đầu hôm ngươi đã được cứu rồi. Hắn đúng là thần thông quảng đại. Ta còn nghĩ dù cứu được đi nữa cũng mất mấy ngày. Như vậy lời của Lô Tịch đều là giả à. Cái tên Duệ Vương này cũng khá chu đáo nha. Thẩm Diệu đưa người, tạ cảnh hành đã cứu nàng từ sớm. Thời điểm La Đàm tới phủ Duệ Vương thì nàng đã ở phủ công chúa rồi. Đáng thương cho La Đàm cứ nghĩ Duệ Vương bản lãnh thật lớn chẳng khác thần tiên, nói cứu là cứu được. Thẩm diệu oán thầm nhưng không sửa lại lời của la đàm. Nàng hỏi, sao ta không thấy lăng ca, huynh ấy ra ngoài sao? Thoáng cái tâm trạng la đàm trở nên ảm đạm, thẩm diệu thấy vậy khó hiểu hỏi, có chuyện gì xảy ra à? Lăng ca gặp nạn, la đàm thanh âm như sắp khóc, cao dương nói đời này lăng ca không thể dùng tay phải được nữa. Người đi xem một chút đi tại phủ lâm an hầu tạ trường võ đang lo lắng sau khi dự tiệc trở về hắn không thấy bóng dáng tạ trường chiều ngay cả thẩm diệu cũng biến mất trong mật thất không có dấu hiệu đánh nhau làm tạ trường võ càng thêm nghi hoặc tạ trường chiều và thẩm diệu cứ như bốc hơi trong lòng tạ trường võ hết sức bất an hắn dò la tin tức thẩm trạch không nghe được tin đã tìm thấy thẩm diệu nên cũng an tâm phần nào nhưng theo thời gian Tạ Đình và Phương Thị không nhìn thấy Tạ Trường Triều cũng bắt đầu nghi hoặc. Tạ Trường Võ nói Tạ Trường Triều cùng bằng hữu ra khỏi thành săn thú mới đè được bên này. Phía bên kia công chúa Minh An lại cho người hối thúc. Nếu bọn họ lo ngại thì cứ giao công chúa tự mình xử trí. Tạ Trường Võ khổ không nói nên lời. Con người công chúa Minh An thế nào hắn quá rõ ràng. Nếu mọi chuyện đổ bể, nàng chẳng những không nói giúp huynh đệ bọn họ, mà còn có thể bày ra nhiều trò hành hạ, tra tấn hắn bắt đầu hối hận vì đã làm ra hành động dại dột là bắt cóc thẩm diệu. Dù thế nào, tạ trường võ vẫn phải tìm kiếm tạ trường chiều. Mới mấy hôm trước thẩm trạch điều động binh mã tìm kiếm thẩm diệu, hiện giờ hắn lại phải tìm tạ trường chiều, đúng là quả báo. Tạ trường võ không biết tạ trường chiều đã chết, xác của hắn nằm trong tay tạ cảnh hành. Thiết y đi phía sau, nhỏ giọng báo, thi thể tạ trường chiều để trong tháp canh, dùng băng bảo quản khi nào chủ nhân sử dụng không cần vội tạ cảnh hành nói thứ tốt như vậy không thể lãng phí hắn chậm rãi tiến vào sân viện nhìn thấy quý vũ thư mặc bộ trang phục màu tím đeo mặt nạ bạc đuổi theo tiểu bạch hổ con hổ con biết bổn vương là ai không mở to mắt chó của ngươi mà nhìn cho rõ mau mau đến đây a à. ánh mắt thiết y giật giật quý vũ thư đúng là nhân tài dù trong hoàn cảnh nào, hắn đều có thể vô tâm vô tư như vậy. Kiểu giả trang thành tạ cảnh hành chọc ghẹo hổ con, cũng chỉ có hắn mới nghĩ ra được. Hổ trắng né tránh vòng tay của tạ cảnh hành giả, nhìn thấy tạ cảnh hành thật thì vội vàng lao đến, cọ đầu vào chân tạ cảnh hành. Tạ cảnh hành cúi người ôm tiểu bạch hổ vào lòng, như cười như không nhìn quý vũ thư nói, ta không ở đây, người chơi đùa thật vui vẻ. Tam ca Quý vũ thư lột mặt nạ, nước mắt lưng chồng nói, không phải ta cố ý cải trang ngươi. Hôm nay có vị tiểu thư tới tìm ngươi hỗ trợ, Cao Dương bảo ta cải trang. Cam đoan với ngươi ta diễn rất giống, vị tiểu thư kia còn quỳ xuống khấu đầu nha. Không biết như vậy ta có giảm thọ không nữa? Tiểu thư, tạ cảnh hành nhướng mày, nhìn thiết y, thiết y vội vàng nói, buổi chiều, biểu tiểu thư la ra tới cùng Cao Công Tử, quý thiếu gia cải trang thành chủ nhân đồng ý giúp đỡ La Tiểu Thư. Sau đó bọn họ rời đi. Quý Vũ Thư cường điệu, là Cao Dương bảo ta làm như vậy. Đang nói, thiết y báo, Cao Công Tử lại đến. Cao Dương đi tới, bộ áo bảo trắng không được sạch sẽ tinh tươm như ngày thường, sắc mặt cũng tiểu tụy. Dù quý vũ thư được người ta dập đầu sợ hết hồn hết vía, nhưng nhìn thấy bộ dạng này cũng kinh ngạc thốt lên. Cao Dương, mới mấy ngày mà nhìn ngươi giống già đi 10 tuổi vậy. Bình thường đứng bên cạnh tạ cảnh hành, dù cao dương không anh tuấn bằng, nhưng lại hơn ở vẻ điềm đạm nho nhã, nay hắn bày ra bộ dạng mặt xám mày cho thì càng thêm chênh lệch. Đừng nói nữa, cao dương rên dĩ, mấy hôm nay ta ở thầm trạch trần trị cho vị la tiểu thư kia, bọn họ xem ta không khác gì, đại phu, nữa rồi. Ta không phải đại phu, ta là ngự y, không phải đều là xem bệnh cho người ta sao? Quý Vũ Thư không để ý đến hắn, nhìn Tạ Cảnh Hành hỏi, tìm được thẩm ngũ tiểu thư chưa? Tạ Cảnh Hành gật đầu. Quý Vũ Thư thở phào, làm ta sợ muốn chết. Nếu nàng có chuyện gì, chỉ sợ cả đời ta đều không yên giấc. Tạ Cảnh Hành lạnh lùng nhìn hắn, a, à, người rất thân thiết với nàng à? Quý Vũ Thư nhận thấy mùi nguy hiểm, theo bản năng lắc đầu, vội nói. Tam ca à, người thân thiết với nàng là ngươi mà, ta đâu có lo lắng cho nàng, ta lo cho ngươi thôi. Bây giờ ngươi đã cứu được người, trong lòng ta mừng rỡ, có lẽ Thẩm Ngũ tiểu thư cũng rất cảm kích ngươi." "Nịnh bợ." Cao Dương khinh thường nói. "Liên quan tới ngươi chắc? Quý vũ thư mỉa mai." Cao Dương hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi Tạ Cảnh Hành, "Là công chúa Minh An hạ thủ?" thật ra việc này không khó đoán ở định kinh không có mấy người to gan dám xuống tay với thẩm diệu thẩm tín yêu thương cô con gái này đến nỗi ngàn y vạn thuận đụng tới thẩm diệu khác nào vuốt dâu hùm chỉ có người không đầu óc như minh an mới dám bất chấp hậu quả như vậy tạ trường võ và tạ trường triều cũng tham dự tạ cảnh hành lạnh nhạt nói bọn họ điên rồi sao cao dương khó tin nói công chúa minh an hứa hẹn điều gì mà họ dám bán mạng vi nàng đại khái là cuộc sống quá thuận lợi nên không biết trời cao đất rộng tạ cảnh hành cười lạnh mười năm qua không hề thay đổi cao dương và quý vũ thư cảm nhận hàn khí từ tạ cảnh hành âm thầm bi ai cho huynh đệ nhà họ tạ. lát sau cao dương nói lần này công chúa minh an không chỉ nhằm vào một mình thầm diệu tạ cảnh hành nhíu mày nói có ý gì Bọn họ còn muốn tính kế Thẩm Khâu. Hôm nay ở Thẩm Trạch, ta nghe nói có người lấy tin tức Thẩm Diệu làm mồi nhữ, gài bẫy Thẩm Khâu, những kẻ đó võ công cao cường, rất giống ám vệ hoàng cung đào tạo, ta càng nghĩ càng thấy có khả năng là công chúa Minh An phái tới. Không chỉ muốn bị hủy Thẩm Diệu, còn muốn hủy cả Thẩm Khâu, Thẩm Diệu và Thẩm Khâu là hai tiểu bối là người thừa kế Thẩm gia, nếu bọn họ bị hủy không khác gì Thẩm gia bị hủy. Và lại với tình cảm huynh muội sâu nặng, nếu Thẩm Diệu trở về biết tin Thẩm Khâu vì nàng gặp nạn, có lẽ nàng sẽ thống khổ tự trách cả đời. Kẻ ra tay đúng là ác độc. Tạ Cảnh Hành liếc nhìn Cao Dương, hỏi: "Kết quả như thế nào?" "Thẩm Khâu không sao." Cao Dương nói. Nghe vậy ánh mắt Tạ Cảnh Hành mới dịu đi, nhưng sau đó lời Cao Dương lại vang lên: "Tuy Thẩm Khâu không mắc mưu, nhưng mà biểu thiếu gia nhà họ La thì không xong. Hắn nôn nóng nên thay Thẩm Khâu đi tìm Thẩm Diệu, bị chúng phục kích. Tạ Cảnh Hành nhướng mày, hiện tại hắn thế nào? Không tốt lắm, Cao Dương nói, với y thuật của ta cũng đành bó tay chịu trói, đời này cánh tay phải của hắn coi như bị phế rồi. Tạ Cảnh Hành đen mặt, ánh mắt phát lạnh. Tướng môn độc hậu. Chương 155, điểm tâm hôm nay thời tiết ấm áp tại thẩm phủ trần nhược thu ngồi nói chuyện phiếm với thẩm nguyệt gần đây trần nhược thu đang kén rể cho thẩm nguyệt dù thẩm nguyệt náo loạn nhưng trần nhược thu đã trở nên cứng rắn thẩm nguyệt không còn cách nào khác đành theo nàng gặp gỡ xã giao nhiều lần như vậy tình cảm mẹ con dần trở nên xa cách khó có được hôm nay vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau nghe nói thẩm diệu bị người ta bắt đi đến giờ vẫn chưa có tin tức Thẩm Nguyệt cầm trái cây trên bàn bỏ vào miệng, vui sướng khi người gặp họa, không biết bây giờ còn sống không. Trần Nhược thu nhíu mày, nàng luôn dạy dỗ Thẩm Nguyệt theo hướng không quan tâm hơn thua, bình thản trước mọi việc, ít nhất mọi lúc mọi nơi phải bảo toàn bộ dáng thanh lịch. Nhưng so với lúc nàng còn trẻ, Thẩm Nguyệt thiếu vài phần trầm ổn, ở ngoài còn đỡ, nhưng vừa vào phòng riêng cảm xúc chân thật của Thẩm Nguyệt bộc lộ ngay. Không biết là ai ra tay? thẩm nguyệt trầm ngâm nói ở kinh thành kẻ thù của đại bá không ít chấp nhận mạo hiểm như vậy tất nhiên phải có thâm cừu đại hận với thẩm diệu trần nhược thu nói thẩm gia quân huy động lực lượng tìm kiếm nhiều ngày vẫn không có tin tức chứng tỏ đối phương rất có thực lực thẩm diệu hiện giờ lành ít giữ nhiều thẩm nguyệt nghe vậy thâm độc cười nói ta lại hy vọng thẩm diệu còn sống bị bắt đi lâu như vậy nếu còn sống thì cũng thân tàn ma dại, miệng lưỡi thế gian có thể làm người ta sống không bằng chết. Kinh thành có bao nhiêu cô gái từng bị bắt cóc, bảo toàn được mạng sống nhưng cuối cùng phải chết dưới mảnh lụa trắng vì những lời đồn đại khó nghe. Húng hồ thẩm diệu là đích nữ của uy vũ đại tướng quân. Trần Nhược thu nhìn thẩm huyệt, nghiêm khắc nói, mặc kệ như thế nào, đó là chuyện của thẩm diệu. Nguyệt Nhi, mấy ngày nay ngươi không nói chuyện với phụ thân, còn giận dỗi đến khi nào đam mỹ hay đối với chuyện vội vàng kén rể trong lòng thẩm nguyệt có mấy phần oán giận đối với phụ thân từ lời nói hạ nhân thẩm nguyệt biết mọi chuyện là do thẩm vạn chủ trương nàng nghĩ thẩm vạn không thật lòng yêu thương con gái mà chỉ muốn lợi dụng hôn nhân của nàng để trải thảm trên con đường tiến thân của hắn vì thế mấy ngày nay hai cha con không trò chuyện hiện tại nghe trần nhược thu nói vậy thẩm nguyệt không kiên nhẫn đáp cả ngày không thấy bóng dáng phụ thân, ta làm sao trò chuyện. Nói rồi nàng xoay người sang hướng khác, không quan tâm Trần Nhược Thu. Lời này làm Trần Nhược Thu nhớ đến mấy hôm nay đúng là ít thấy thẩm vạn, chẳng biết hắn bận chuyện gì trên quan trường, đến cả thời gian ở cùng nàng cũng không nhiều, chuyện này so với trước đây đúng là khác thường. Trần Nhược Thu mệt mỏi thở dài, thẩm lão phu nhân luôn thúc giục thẩm vạn nạp thiếp, nàng càng phải cố gắng níu lòng thẩm vạn, nàng không muốn đối mặt với nguy cơ trần nhược thu không hề biết giờ phút này người bận rộn quan trường kia đang ở tây viện thẩm phủ chơi cờ với thường tại thanh thường tại thanh hôm nay mặc bộ trang phục màu vàng nhạt tóc vấn gọn cố định bằng một cây châm từng lọn tóc mai thả nhẹ bên vai vừa tú lệ lại dịu dàng thanh nhã nàng pha trà rất khéo làm người thích uống trà như thẩm vạn thường xuyên tới lui những lần gặp gỡ nàng thường vui vẻ hỏi hắn cách dài một vài thế cờ. Cứ như vậy dần dần thẩm vạn có thói quen đến đây cùng nàng uống trà, chơi cờ. Thường tại thanh cười hỏi, mấy ngày trước nghe nói ngũ tiểu thư bị bắt đi, không biết đã tìm được chưa? Còn chưa có tin tức. Thẩm vạn lắc đầu. Thường tại thanh thở dài, một tiểu thư đang êm đẹp bỗng nhiên gặp biến cố như thế. Theo ý tam lão gia, có phải Ngũ tiểu thư bị kẻ thù của đại tướng quân bắt đi hay không? Thẩm Vạn đáp, việc này khó nói, bọn chúng chỉ bắt một mình Thẩm Diệu, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, dù cứu ra được, chỉ sợ. Trên mặt thường tại thanh lộ vẻ bi thương, nhưng trong lòng lại mừng thầm. Nàng không biết vì sao bản thân lại e sợ Thẩm Diệu, có lẽ xuất phát từ lần gặp mặt kia, tâm tư của nàng bị Thẩm Diệu nhìn thấu. Chuyện của Thẩm Diệu Thải Vân Huyền cũng có người đang đàm luận. Vạn Di Nương nhìn Thẩm Đông Lăng nói, lúc đầu ta thấy cả ngày ngươi làm tổ trong phủ thật không tốt, nay nghe chuyện ngũ tiểu thư bị kẻ buôn người bắt đi, lại thấy ở nhà mới yên tâm, ngươi mà có chuyện gì thì nửa đời sau Di Nương biết sống thế nào. Nàng thở dài, không biết ngũ tiểu thư hiện giờ còn sống hay đã chết. Thẩm Đông Lăng đang theo thùa nghe vậy nở nụ cười, Di Nương, bắt cóc ngũ muội không phải là chuyện mà kẻ buôn người có thể làm được vạn di nương trợn to hai mắt sao ngươi nói vậy làm gì có kẻ buôn người nào dám bắt cóc tiểu thư quan lại giữa ban ngày ban mặt kẻ bắt cóc nhắm vào ngũ muội ta nghĩ rất có thể là kẻ thù của đại phòng thẩm đông lăng vẫn bình thản khi nói tới việc này cứ như không liên quan gì đến nàng vạn di nương thở dài ngũ tiểu thư đời này xem như xong rồi đầu thai vào chỗ tốt như vậy lại không có phước hưởng đúng là số phận trêu người chưa chắc thẩm đông lăng thản nhiên trước giờ ngũ muội luôn có quý nhân tương trợ lúc nào cũng có thể gặp giữ hóa lành lần này có lẽ cũng vậy chuyện đã nháo lớn như vậy còn ai có thể giúp nàng vạn di nương không đồng ý đang nói đã thấy nha hoàn hạnh hoa vội vàng bước vào thông báo di nương tam tiểu thư Nô tỳ vừa nghe bên ngoài nói, ngũ tiểu thư được người của công chúa Vinh Tín đưa về thẩm trạch, bình an vô sự. Di nương xem, thẩm đông lăng cười, ta đã nói, ngũ muội là người có bản lĩnh, lúc nào cũng có quý nhân tương trợ. Thẩm diệu bị kẻ xấu bắt cóc mấy hôm nay rốt cuộc có tin tức, nàng được nha hoàn thiếp thân của công chúa Vinh Tín tự mình đưa về, kinh thành lại dậy sóng. Chuyện là sau khi bị kẻ xấu bắt đi, bọn chúng muốn đưa thẩm diệu ra khỏi thành nhưng quân đội thẩm ra lùng sục gắt gao nên ý đồ đó không thực hiện được lúc này thẩm diệu tìm được cơ hội bỏ trốn bị té hôn mê bất tỉnh vô tình gặp hộ vệ của công chúa cứu giúp mấy ngày nay không có tin tức là vì nàng bị hôn mê người của phủ công chúa không rõ thân phận của nàng nên không dám truyền tin ra ngoài đến khi thẩm diệu tỉnh bái kiến công chúa thì mọi việc mới sáng tỏ tóm lại thẩm diệu vẫn là một cô gái trong sạch trong cái rủi có cái may chuyện như vậy có một số người vẫn hoài nghi nhưng công chúa là người của hoàng thất lời nói của nàng có giá trị nhất định và lại đã từ lâu nàng lui về ở ẩn bao che cho thẩm diệu thì có lợi ích gì vì thế nhiều vẫn tin tưởng câu chuyện có một chuyện làm mọi người chú ý hơn là từ khi trở về thẩm trạch thẩm diệu chưa hề xuất hiện mỗi người đồn đại một kiểu có người nói nàng bị thương quá nặng có người nói sau tai nạn thẩm ra sợ chuyện cũ tái diễn nên không cho nàng ra ngoài vô luận như thế nào thẩm diệu đều là trở về thẩm trạch chỉ là không ai thấy tận mắt mà thôi lúc này thẩm diệu đang đứng trước viện của la lăng những lời của la đàm quanh quẩn trong đầu nàng biểu muội ngươi đi khuyên nhủ lăng ca đi tuy rằng hắn không nói ra nhưng mọi người đều biết trong lòng hắn khó chịu khổ sở ta ăn nói vụng về không biết an ủi người khác. Người đọc nhiều sách, am hiểu lòng người, và lại lăng ca trước giờ nghe lời ngươi, ngươi giúp mọi người an ủi hắn đi. Thẩm diệu thở dài, do dự một lát rồi gõ cửa phòng. Ái, người bên trong hỏi. Là ta, lăng ca. Trầm mặc một chút, có tiếng nói, vào đi. Thẩm diệu bước vào, trong tay nàng cầm giỏ trúc, vào phòng nàng đặt lên bàn sách, trên bàn có cái bát bằng men sứ màu xanh, phía trên còn lưu lại một vài giọt nước thuốc màu nâu. La Lăng ngồi đọc sách trước bàn, gương mặt hắn nhợt nhạt, tay quấn băng vải, mỉm cười nhìn nàng, biểu muội tới à. Là trưởng tôn La Gia, có thể nói trong nhóm tiểu bối, La Lăng là người ôn hòa, ổn trọng nhất, làm người rất khiêm tốn, lại ham học hỏi. Nếu nói bùi lang ôn hòa nhưng lạnh bạc, thì đối lập là La Lăng nghiêm nghị mà ấm áp, hắn biết tin thẩm diệu an toàn trở về thì rất vui mừng cũng không đề cập đến việc cánh tay bị thương lúc nói chuyện ăn cơm vẫn rộng rãi ôn hòa như cũ hắn không nhắc tới là mọi người cũng né tránh chủ đề này nhưng hắn càng bình tĩnh càng làm người khác bất an ta làm cho ngươi chút điểm tâm thẩm diệu cười nói lấy đĩa bánh ngọt từ trong giỏ trúc ra ngoài trong này có thêm sữa trâu và mật ong giúp mau lành vết thương Nàng là người đầu tiên trực tiếp nói về thương tích của hắn. La Lăng mỉm cười nói, "Ta vừa mới uống thuốc, hiện tại không thể ăn, biểu muội cứ để đó, lát nữa ta sẽ thử tay nghề của muội." "Là chưa ăn được?" Thẩm Diệu nhìn hắn hỏi, "Hay là ăn không vô?" Tay cầm sách của La Lăng run lên, hắn ngẩng đầu cười nói, "Là sao? Chẳng lẽ vì ta không ăn điểm tâm ngay nên biểu muội tức giận?" Thẩm Diệu ngồi xuống đối diện với La Lăng. La Lăng làm nàng nhớ tới một người, uyển du của nàng. La Lăng tính tình hiền hậu khoan dung, dù có chuyện gì không vừa ý cũng không so đo với người thân, cái tính đó giống hệt uyển du. Uyển du sinh ra đã là công chúa cao cao tại thượng, nhưng nàng sớm hiểu chuyện, biết rõ mẫu thân không được lòng phụ hoàng. Cuộc sống của hai mẹ con chứa đựng nhiều nỗi khổ nên tính tình không hề kiêu căng ngạo mạn. Về sau, Mi phu nhân đốc thúc Phó Tu Nghi gả nàng cho Hung nô để hòa thân, Phó Tu Nghi lấy lợi ích quốc gia để ép Thẩm Diệu, Thẩm Diệu thống khổ muôn vàn, vậy mà Uyển Du còn đến an ủi nàng, thảo nguyên rất tốt, ta còn chưa từng đến thảo nguyên đâu, nếu gặp chuyện gì hay ho ta sẽ viết thư kể cho mẫu hậu, làm mẫu hậu dù ở hoàng cung cũng có thể nhìn thấy cảnh đẹp. Nàng Vĩnh Viễn không đề cập tới nỗi khổ của chính mình, ngược lại hết lòng quan tâm người khác, đó là Uyển Du, cũng là La Lang thẩm diệu nói thừa nhận trong lòng mình khổ sở tiếc nuối tức giận tủi thân khó như vậy sao la lăng ngẩn ra lăng ca không tỏ ra giận hờn oán trách ai thẩm diệu nói như vậy là đang tìm cớ tự trách tự dày vò bản thân mình đúng không la lăng nhìn chằm chằm thẩm diệu trong chốc lát rồi cười khổ biểu muội ngươi nhất định phải nói thẳng như vậy sao là do biểu ca cứ lãng tránh Thầm diệu bình thản nói, suy nghĩ một chút thì hiểu thôi, ngươi không trách người khác, thì sẽ tự trách. Nhưng mà ngươi có nghĩ, ta cũng sẽ như vậy, ngươi cái gì cũng không nói, là muốn ta tự trách, áy náy cả đời đúng không? La lăng ngẩn ra, biểu muội Lăng ca, ngươi cho là giả vờ như không có việc gì, thì mọi người sẽ cảm thấy thoải mái, sẽ vui mừng ư. Không phải, ngươi giấu ở trong lòng, chính ngươi buồn bực, thì những người thân của ngươi cũng sẽ đau ngươi, xót ngươi mà u sầu buồn bã. Giọng nói thầm diệu ôn hòa nhưng lời nói ra cực kỳ sắc bén, đời người ngắn ngủi mấy chục năm, tạm nhân nhượng vì lợi ích chung là điều tốt, nhưng trên đời không có cái gì tuyệt đối, đôi khi có thể thả lòng một chút, làm càn một chút, tại sao phải vì người khác mà hy sinh bản thân. Nếu trong lòng không thoải mái thì cứ phát tiết ra, con người có hỉ nộ ái ố cũng là việc thường tình lần đầu tiên La Lăng được nghe những lời như vậy, trước giờ hắn luôn được dạy dỗ trách nhiệm và gánh vác, đối với người trên phải cung kính, đối với ấu đệ phải nhường nhịn, bởi hắn là trưởng tôn của La Gia. Đây là lần đầu có người nói rằng hắn có thể thỏa sức thể hiện cảm xúc, có thể khóc cười phát tiết hết nội tâm của chính mình. Hắn cẩn thận đánh giá thầm diệu, người biểu muội này yêu ghét rõ ràng, tuổi còn nhỏ nhưng có khí độ, nhìn có vẻ ôn hòa nhưng hết sức bướng bỉnh nhưng những lời nàng vừa nói làm hắn có cái nhìn mới về nàng. Từ trong xương cốt, nàng có vẻ khinh thường lễ giáo. Cái gọi là hy sinh, nhân nghĩa, trong mắt nàng không đáng một đồng. Ta nên hận ai? Oán ai? Tức giận ai? La lăng hỏi. Người có thể oán ta, vì cứu ta ngươi mới gặp nạn. Người có thể hận kẻ ác độc bày ra mọi chuyện lần này, Thậm chí ngươi có thể tức giận tại sao cả kinh thành rộng lớn không ai có thể chữa khỏi cho ngươi. Tất cả bọn họ đều là lang băm lừa đời lấy tiếng, người duy nhất ngươi không nên trách là chính bản thân mình." Thẩm Diệu nói, "Người tốt khi có chuyện đều tự trách, người xấu thì tìm mọi lý do đổ lỗi cho người khác. Thực tế cho thấy làm người xấu thoải mái hơn người tốt rất nhiều, cho nên nếu có thể làm bản thân mình vui vẻ thì oán trách người khác cũng có gì to tát đâu." La Lang nở nụ cười hắn nói biểu muội ngươi đang an ủi ta sao đúng vậy thẩm diệu nói ta nói nhiều như vậy chính là không muốn ngươi chuyện gì cũng giấu trong lòng chịu đựng một mình la lăng thở dài không sai trong lòng ta đúng là khổ sở nhưng cô dượng vốn đã tự trách ta không thể tạo thêm gánh nặng cho hai người ta cũng không muốn đàm nhi lo lắng ta chỉ trách bản thân mình ngày thường tập luyện không đủ khắc khổ bản lĩnh không bằng người ta nên mới bị đả thương trách chính mình không đủ thông minh để bị người ta gài bẫy vậy bây giờ thì sao thẩm diệu hỏi những lời biểu muội làm ta tỉnh ngộ la lăng trêu đùa nói đúng là ta nên nghĩ cho bản thân tức giận với ai cũng không nên tức giận chính mình khổ sở oán giận cũng không phải chuyện cuối cùng cần làm thẩm diệu nói nếu không thể dùng tay phải Ngươi có nghĩ tới thử dùng tay trái không? La Lăng sững sốt. Ta nghe kể Tiền Triều có một vị tướng quân, Dũng Mãnh Thiện Chiến, trong một lần đánh trận bị người ta chém mất tay phải. Ai cũng nghĩ sự nghiệp của hắn chấm dứt từ đây, không ngờ hắn bắt đầu tập luyện tay trái, luyện ra một bộ kiếm pháp độc môn chuyên dùng cho tay trái. Thẩm Diệu mỉm cười, "Lăng ca nghĩ sao?" Đôi mắt La Lăng sáng lên khi nghe Thẩm Diệu nói trong lòng thật sự có một ý niệm dần hình thành, hắn kích động, biểu muội kiến thức rộng rãi. Lăng ca nhất định sẽ làm được. La lăng cười ha ha, làm la đàm đang nghe lén bên ngoài cũng giật mình, trước giờ hắn luôn ôn hòa cười nhẹ, tiếng cười kia thể hiện rõ sự vui sướng chút bỏ gánh nặng. La đàm thắc mắc không biết thẩm diệu đã nói gì với la lăng. La lăng hỏi, biểu muội dựa vào ý nghĩ như vậy nên trước giờ dù gặp khó khăn thế nào cũng bình thản vượt qua đúng không thẩm diệu cười còn quá sớm khi nói vậy xem ra ta đoán đúng rồi thẩm diệu im lặng la lăng nói đúng nhưng lại không đủ nếu chỉ dựa vào suy nghĩ lạc quan sao có thể tồn tại giữa cuộc sống ăn thịt người này nếu hắn từ địa vị tôn quý nhất rơi vào nơi dơ bẩn nhất thì mới hiểu được những gì nàng đã trải qua không người thân không chỗ nương tựa, người nàng yêu nhất, người mà nàng không từ bất kỳ thủ đoạn nào giành lấy lại đâm nàng một đao. Gia tộc sụp đổ, con cái bị bức tử, tất cả đều do sự bướng bỉnh của nàng tạo nên, khi đó nàng hiểu, không có gì quan trọng hơn tính mạng, còn sống là còn hy vọng, giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt. Nàng muốn sống, mà còn phải sống thật tốt, rồi sẽ có một ngày nàng báo thù rửa hận đem những nỗi đau mà nàng từng chịu trả lại những kẻ từng làm hại nàng. La Lăng tự trách, Thẩm Diệu cũng luôn tự trách bản thân đó thôi. Nàng vẫn luôn nghĩ kiếp trước chính vì sự ích kỷ của bản thân làm hại cả nhà, được sống lại một lần, nàng quyết tâm sửa sai, may mắn là còn kịp. Nàng nhìn La Lăng, cười nói, "Lăng ca đã hiểu ra, vậy từ nay còn ở trong phòng đọc sách nữa không?" Biểu muội đích thân an ủi, "Sao ta còn dám đọc sách?" la lăng mỉm cười thẩm diệu gật đầu vậy thì ta yên tâm chỉ yên tâm thôi vẫn chưa đủ la lăng nhìn nàng ánh mắt nghịch ngợm hiếm hoi mọi việc bắt đầu từ muội từ nay muội phải phụ trách làm điểm tâm cho ta thẩm diệu trả lời biểu ca muốn ăn cứ nói với nha hoàn ta sẽ làm đưa tới la lăng nhìn chằm chằm thẩm diệu thiếu nữ trước mặt nói nói cười cười gương mặt nàng vốn thanh tú lại còn vương nét ngây thơ, nhưng bất kỳ lúc nào cũng làm cho người khác cảm thấy tin cậy. Chẳng hạn như hôm nay, biết trước nàng đến là để an ủi, trong lòng hắn cũng đã chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác, nhưng nàng từng bước dẫn dắt, lời nói mềm mỏng nhẹ nhàng nhưng hết sức thẳng thắn chân thành, làm hắn không thể kháng cự. Giống như một trường bối. La Lăng bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ, trong lòng cảm thấy buồn cười, thẩm diệu mới 16 tuổi, còn nhỏ hơn cả hắn, nàng thậm chí còn cùng La Đàm, La Thiên đùa nghịch. Một tiểu cô nương như vậy, sao hắn có thể dùng từ trường bối miêu tả về nàng? Ánh mắt hắn dịu dàng, nhìn Thẩm Diệu trêu ghẹo. Nếu sau này ta không thể luyện thành kiếm pháp độc môn, biểu muội cũng đừng ghét bỏ ta. Lời vừa ra khỏi miệng, La Lăng cảm thấy hơi đường đột, ý tứ bên trong lời nói được thể hiện quá rõ ràng. Hắn hồi hộp nhìn Thẩm Diệu muốn nghe được đáp án từ miệng nàng thẩm diệu nao nao đón lấy ánh mắt hàm xúc của la lăng bỗng nhiên nàng thấy hơi xấu hổ từ khi trùng sinh tới nay thẩm diệu chưa từng nghĩ tới chuyện hôn nhân của chính mình nàng chỉ muốn bảo vệ người nhà an ổn mà sống còn la lăng nàng đã xem la lăng giống với uyển du xem hắn như con cháu mà đối đãi sao có thể chấp nhận hắn là phu quân nàng cười bình thản đáp biểu ca nói đùa trong nhà này ai dám ghét bỏ ngươi nàng không trả lời thẳng vấn đề của la lăng la lăng trầm mặc trong chốc lát rồi cười nói dù sao cũng đa tạ biểu muội đã đến đừng khách khí thẩm diệu nói đều là người một nhà thẩm diệu ngồi thêm một chút rồi mới rời đi nàng đi rồi la lăng ngồi trước bàn ngơ ngẩn thật lâu sau đó thở phào rồi lại cười khổ hắn vươn tay định lấy điểm tâm bỗng nhiên một trận gió lớn thổi tới đĩa điểm tâm trên bàn ầm một phát rơi xuống mặt đất những chiếc bánh nhỏ xinh lăn lông lóc khắp nhà một số rơi trên bàn bị lọ mực ngã ngang với bẩn la lăng sửng sốt đứng dậy nhìn thấy cửa sổ vẫn đang đóng hắn lẩm bẩm nói trời đẹp như vậy sao bỗng dưng lại có gió hắn nhìn điểm tâm rơi vãi thầm hận nói đáng tiếc buổi tối trở về phòng thẩm rượu khơi bất đèn rồi bảo kinh chập cốc vũ lui ra, nàng ngồi một mình suy nghĩ. Chuyện của La Lăng thật đúng là ngoài ý muốn, không ngờ công chúa Minh An lại tàn nhẫn như vậy, không chỉ muốn đối phó nàng, còn muốn xử lý cả người nhà của nàng. Nếu không phải La Lăng thay thế thẩm khâu chịu kiếp nạn này, không biết thẩm khâu sẽ ra sao? So với kiếp trước thì công chúa Minh An hiện giờ còn kiêu ngạo hơn nhiều, và lại trời xui đất khiến, nàng ta càng thêm hận thẩm diệu, đến nỗi ra tay không màng hậu quả, làm trong lòng Thẩm Diệu không an, nghĩ phải sớm trừ bỏ. Đáng tiếc việc này lại bị Tạ Cảnh Hành chen vào. Thẩm Diệu không biết Tạ Cảnh Hành muốn làm cái gì, chỉ là hôm đưa nàng về phủ công chúa Vinh Tín, hắn dặn nàng mấy hôm nay không cần ra ngoài, đừng để người khác nắm được tung tích, nàng thầm đoán hắn chuẩn bị đối phó Tạ Trường Võ. Thẩm Diệu rất thích sử dụng chiêu mượn đao giết người, loại trừ kẻ ngáng đường mà không cần động tay chân việc có lợi như vậy ai mà từ chối nhưng tạ cảnh hành trước nay là người không bao giờ làm việc dư thừa hắn tâm cơ giảo hoạt như vậy chỉ sợ hôm nay giải quyết xong công chúa minh an và tạ trường võ ngày mai hắn đưa đến cho nàng bảng giá cắt cổ vơ vét hết tài sản của nàng đang nghĩ ánh nến bỗng nhiên lay động ngoài bình phong xuất hiện bóng người đã thành thói quen hiện giờ thẩm diệu không còn kinh ngạc không cần quay lại nàng cũng biết là tạ cảnh hành hắn trước giờ không hề đến một cách quang minh chính đại luôn là không mời mà đến thái độ lại tự nhiên cứ như đang dạo vườn nhà nàng đang bực mình thì hắn đã đến bên bàn trà ngồi xuống hôm nay hắn không mặc trang phục màu tím mà mặc màu đen dường như muốn hòa làm một với bóng đêm bên ngoài nhưng mà bóng đêm cũng không che giấu được tướng mạo tuyệt luân của hắn đôi mắt hoa đào hôm nay lợi hại hơn so với thường ngày không có trà cũng không có điểm tâm, Tạ Cảnh Hành nhướng mày, đạo đãi khách của ngươi là như vậy sao? Thẩm Diệu nói, ta đâu có mời ngươi. Không phải khách thì là đồng minh, không phải đồng minh thì ít nhất cũng là ân nhân cứu mạng. Tạ Cảnh Hành nghiêng đầu nhìn nàng. Thẩm Diệu nghẹn, hắn đã không biết liêm sỉ như vậy nàng còn có thể nói gì. Nàng im lặng nhìn hắn tự châm trà uống một hơi cạn sạch, bộ dạng như hờn giận điều gì. Thẩm Diệu nghĩ, tạ cảnh hành trước giờ luôn không để lộ vui buồn, hôm nay không biết ai to gan lớn mật chọc giận hắn, rõ ràng khóe môi đang vểnh lên, nhưng lại làm nàng thấy lạnh sống lưng. Phần này đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu thích video hãy nhấn like và theo dõi để cập nhật các video mới sớm hơn nhé.